Vâng, xin chào tất cả quý anh chị và các bạn nhé. Thì hôm nay em xin phép quảng cáo một tí. Nếu như anh chị có yêu quý em thì anh chị vui lòng cho em xin một like, một follow nhé, để kênh nó ngày càng phát triển. Với lại là sau này em có ra video mới thì anh chị cũng là người nhận đầu tiên, được tham khảo cái sản phẩm đó đầu tiên. Và quan trọng nhất là dạo này là cái sản phẩm ngộp rất là nhiều nhé. Anh chị cứ follow em đi, chắc chắn sẽ có những sản phẩm ưng ý đối với các anh chị nhé. Thì hôm nay em xin phép gửi đến tất cả quý anh chị và các bạn một cái lô view hồ tự nhiên tại thôn Nghĩa Thuận, xã Đắc Nia, thành phố Giang Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Nói chung cái này cũng gần phường, chắc sắp sát nhập vô phường rồi. Nó gần cái Yumi Farm. Mà Yumi Farm thì trên cái ảnh này thì em chụp từ ngày xưa rồi. Bây giờ có những cái ảnh mới rồi, nhưng mà sẵn cái ảnh này từ ngày xưa thôi em đưa lên luôn. Mọi thứ nó vẫn vậy thôi, chỉ có Yumi Farm mà nó đổi khác. Thì cái lô đất này á, tổng diện tích là 3.918 m², với 100 m view hồ. Nói chung là cái tiền hồ rất là rộng nha anh chị nhá. Cái đường vào thì nó hơi nhỏ, nhưng mà chút nữa em sẽ quay camera dưới cho anh chị coi. Cách đường nhựa tầm chắc tầm 100 m thôi, rất là gần. Nói chung cách quốc lộ 28 thì chắc 1.5 cây đó anh chị đó. Còn sổ đây, trước tiên em cho coi sổ cái lô này. Thì cái lô 1.5 sào á, em sẽ khoan cái lô 1.5 sào đây. Như cái ảnh đây là cái lô 1.5 sào á, thì cái sổ của nó đây, nó có thể hiện đường nha anh chị nhá. Lô 1.5 sào này nó có hai mặt tiền đường á. Thì có cái đường bên hông, anh chị nhìn thẳng vào cái sổ đây, thì cái lô 4 sào nó nằm bên tay phải của cái lô 1.5 sào này. 1.5 sào này mắc lắm, chủ bán tầm 1.9 lận. 1.5 sào tỷ 9 cao quá, cái lô em cực kỳ thấp nha. 4 sào bên cạnh bên tay phải của cái lô 1.5 sào. Thì không biết sao tự nhiên cái sổ 1.5 sào thì nó lại không thể hiện đường. Nhưng mà anh chị cứ yên tâm, lô bên cạnh nó có đường hết rồi mà. Với lại cái đường này đường lâu đời rồi. Đó, như sổ đây, một lô là 1.193 m², còn lô là 2.725 m². Rồi, mời anh chị là tham khảo những cái video tham khảo video ở dưới đi. Ở dưới trước đi. Đây, cái đường đi vào. Chung ô tô cũng vào đến tận nơi đó, nhưng mà nó cũng khá nhỏ thôi. Mọi người xung quanh thì cái đường đó. Cái đường trên sổ 1.5 sào anh chị. Đó, cái đường đây thể hiện hết. Có cái lô 4 sào là bên đó. Đây là một lô 1.5 sào. Còn đây là lô 4 sào thì em đang đi vào cái phần đất của lô 4 sào đây. Cà phê thì đang cho ra hoa nha anh chị nhá. Cà phê này đẹp, tốt. Nói chung anh chị chủ chăm sóc rất là tốt. Tiêu thì chưa hái, nãy em gọi thì nó là phải để thời gian nữa cho nó chín đã rồi hái. Cà phê thì ra hoa đây, tưới liên tục. Hoa rất đẹp nhá. Anh chị mà không biết, anh chị đã biết cái mùi hoa cà phê chưa? Nó rất là thơm. Rồi, còn cái đây là cái Yumin Farm đây. Cái đường này đường xuống hồ. Rồi cái đây là cái Yumin Farm đó. Thì hơi lóa về cái mặt trời bên hướng đó. Buổi sáng em đang quay lúc đi quay lúc 7:30-8 giờ vậy đó. Rồi đây là cái đường xuống hồ, nhưng mà hôm nay bị đau lưng, em không xuống được hết hồ. Anh chị thông cảm em nhá. Không biết sao tự nhiên sáng dậy chạy bộ xong rồi về tắm cái đau lưng. Trời ơi nó xui. Chiều đi đá banh nữa, không biết đá nổi không. Rồi, tiếp theo cái video thì em sẽ đi từ trong đất ra. Đây, bắt đầu đi trong đất ra. Em sẽ tua nhanh nhá. Anh chị cứ coi thoải mái, nói chung tua không quá nhanh đâu. Nó đi qua nhà, cái kho của người ta. Đường này thì ô tô cũng vào đến nơi luôn á. Tại vì người ta nói mọi người dân ở đây cam kết là cái đường 3 m hết. Cái đường này đường 3 m. Cái lô này là của anh chị chủ nhà cũng lâu năm ở đây, chắc tầm hơn 20 năm rồi đó. Tại vì em cũng có giữ cái sổ, anh chị mới đổi cái sổ cũ qua sổ mới. Thì ngày xưa sổ là sổ chung của cái lô đất, thêm cái lô đất nền, lô đất nhà của anh chị nữa. Bây giờ mới tách ra mỗi lô mỗi sổ. Đây thì ra cái đường nhựa. Rồi mình sẽ chạy thêm đoạn nữa, chắc tầm 1.5 cây á, là sẽ chạy ra được quốc lộ 28. Đây quốc lộ 28 đây. Đó, trên cái bảng như chị nhìn đây nè, đó, quốc lộ 28. Rồi mời anh chị tham khảo về đây là cái camera từ cái đường đi vào, từ đường nhựa vào đất nha anh chị nhá. Và đến đất.
rất là đẹp phải không anh chị? Rồi tiếp theo là video quay từ lô đất ra đến ngoài hồ. Cái anh chủ của lô 1,5 này hình như là ở Vũng Tàu, Đồng Nai gì đó, nhưng mà bán giá cao lắm, chắc anh không muốn bán á nên phát giá cao chứ. Cái lô em cực kỳ thấp nhá, anh chị chỉ cần liên hệ với em thôi, có giá thấp cho anh chị. Lô 4,5 này có giá thấp, cam kết là cực kỳ thấp nha anh chị nhá. Rồi đây là cái Yumin Farm. Mà sáng em quay thì chắc mấy người đó cũng khá hốt hoảng, tưởng là bầy ong. Ở đây là quay tập trung vào một điểm của lô đất. Chị nhìn đây, rất là đẹp, chúng không có dốc đâu nha. Rồi mời anh chị tham khảo về video nhé.